Xin chào Trung. Hello, em chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị đang theo dõi trên diễn đàn. Chúng ta đã nói rồi, thứ nhất là Nguyễn Văn Đài là ai? Ít nhiều gì thì Nguyễn Văn Đài cũng được đào tạo ở trong môi trường xã hội chủ nghĩa, đúng không ạ? Thì thôi, thì về góc độ này, góc độ kia thì em không đánh giá. Nhưng ít nhất là qua cái vấn đề mà Nguyễn Văn Đài sang mà để cho dạy cho những cái kẻ mà gọi là đấu tranh ở Mỹ về vấn đề thế nào là đấu tranh, con đường đấu tranh thế nào, phải làm thế nào để đấu tranh, thế nào là đoàn kết, phải đoàn kết như thế nào, vân vân, là cái điều đó nó hết sức là vô lý rồi. Đó, và em có nói rồi, chỉ có những cái thành phần bên đó bất tài vô dụng thì mới cần Nguyễn Văn Đài sang để mà dạy dỗ, đúng không ạ? Để mà lên lớp, để mà dạy bảo, để mà hướng dẫn. Đó, thì nó mới có cái tình trạng. Nó không nghe là đánh luôn đó. Đó, ở đấy, nó không nghe là đấm luôn. Đấm luôn trên sóng truyền hình luôn, cái tội là giáo dục mãi không được, cái kiểu giống kiểu nghề giáo viên ở Việt Nam chúng ta đó, là từ xưa nay với cái truyền thống hiếu học của người Việt Nam mình đó, là các cụ vẫn nói là nghề thầy giáo là một trong những thầy cô giáo đấy, gọi là giáo viên là nghề cao quý, đúng không ạ? Là người truyền tải, là người đưa đò đấy, là người gõ đầu trẻ đấy, các cụ hay nói như thế đấy. Thì đó là một trong những nghề cao quý, nhưng ở đây thì Nguyễn Văn Đài thì cũng chẳng phải là giáo viên đấy, nhưng mà phải mang tính chất là đi dạy dỗ đấy, dạy dỗ cho cả đám ở bên Mỹ đấy. Thế là dạy Ngô Kỷ thì các dạy những người khác, ví dụ như Xin Lê đấy, Trương Quốc Huy đấy, thì những cái thành phần đấy thì nó cứ một câu là báo cáo luật sư Nguyễn Văn Đài đấy, dạ kính thưa luật sư Nguyễn Văn Đài, thế có vấn đề gì đâu. Dạy đến Ngô Kỷ là cái kiểu là tiếp thu chậm đấy, không chịu học hỏi, ngồi trong lớp thì hay nói chuyện, thế là bực quá mới đấm cho một cái đấy, cũng là để cảnh báo thôi. Thế là cuối cùng là nó mới xảy ra một cái câu chuyện mà nó rất là bi hài, nó hài theo nhiều nghĩa khía cạnh đấy, nó hài từ cái góc độ nhìn nhận về bản chất cho đến tư duy, hài cả về những cái kẻ mà đứng đằng sau mà tổ chức các cái buổi gọi là lên sóng đấy, và thậm chí hài luôn cả cái kênh Bonsa TV đưa lên cái hình ảnh đó, đúng không ạ? Thậm chí là kể cả những người trực tiếp xem ngày hôm đấy, chúng ta cảm thấy rất là buồn cười. Mang tiếng là các anh đi sang các xứ văn minh, được học hỏi những cái tiến bộ, tự xưng mình là những người được cho là và tinh hoa hải ngoại. Thế nhưng mà rồi khi lên sóng một buổi sóng truyền hình đó, thì gọi là hội luận tranh luận với nhau, nhưng mà không khác gì là tranh ăn với nhau cả. Đúng rồi. Đấy. Rồi cuối cùng là giải quyết không được thì quay sang là gì? Là sử dụng vũ lực ngay trên sóng truyền hình. Thế thì cái hình ảnh đó nó đập vào mắt người xem, nó phản ánh cái điều gì? Đúng không ạ? Nó phản ánh cái điều gì? Thì em nhìn nhận ở đây là nó phản ánh rất là thực tế về những cái gì mà từ xưa đến nay những thành phần nó ca ngợi, nó nói này nói kia đó, thì nó thể hiện rất rõ ngay qua cái buổi đó thôi, chứ không có gì mà to tát hay là mở mồm ra là chúng tôi đi khai dân trí, đúng không ạ? Thế là khai dân trí không được là đấm luôn đấy. Đấy thì nó phản ánh rất là rõ ràng. Và giống như ngày hôm nay đó, em lại có cái thông tin đấy, là cái tên gọi là Đảo Quân Que lại chuẩn bị lên hoàng đế, thì không biết là có phải là Nguyễn Văn Đài sang cái đợt này cũng là để là mục đích là gì, là đi để không đi là tụ họp cái lực lượng lại đấy, để đợt tới này đến dự cái lễ lên ngôi của hoàng đế Đảo Quân Que hay không đấy, thì cũng có khả năng xảy ra. Thì đây nó có nhiều hướng đó. Thì chúng ta thấy rất rõ ràng là bao nhiêu năm nay các cái thành phần, đúng không ạ, cá nhân có, tổ chức có ở bên đó đó, nó hô hào, nó quyên góp, nó mua, để mua tàu ngầm, để mua máy bay, rồi là để trang bị vũ khí là về là chống cộng sản, rồi vân vân cả. Thế nhưng mà bao nhiêu năm nay nó mới sản xuất được mỗi cái tàu nhiệt tảo bằng cát tông thôi, ngoài ra tiền đi đâu thì cũng không biết đấy. Thế thì chúng ta có thể khẳng định ở đây đó là gì, tại sao những người bên đó không lên tiếng vào những cái thành phần lừa đảo như vậy, đúng không ạ? Đúng rồi. Ngay kể cả Nguyễn Văn Đài cũng thế. Bây giờ tại sao Nguyễn Văn Đài sang Mỹ, đúng không ạ, lên trên sóng các kênh mạng xã hội nói hưu nói vượn, nói những cái nó không có căn cứ, nó rất là mơ hồ đấy. Không, thế tự hỏi rất rõ ràng như vậy anh. Thế thì bây giờ thử hỏi là bây giờ Nguyễn Văn Đài đó,
nhìn lại Nguyễn Văn Đài xem có cái gì. Đúng ạ, trên răng dưới đôi dép, răng thì cũng thưa, rụng tương đối. Sinh năm 69 mà. Thế bây giờ có cái gì để mà chống? Chống bằng răng à? Hay là chống bằng cái gì? Đấy, lại thêm những cái thành phần nói thực tế ra mà nói, những cái người mà trước đây mà gọi là ngụy Việt Nam Cộng Hòa đấy, thì cũng gọi là có tuổi thì cũng đi gần hết rồi. Thế bây giờ nó nổi lên những cái thành phần cha vơ chú báo giống như kiểu cái thằng Huy nghiện đấy. Đấy, vừa nghiện nó còn vừa trộm cắp nữa cơ. Đấy, tự dưng sang Mỹ này trở thành một cái nhà thuyết giảng. Thủ lĩnh. Đấy. Thủ lĩnh có thể nói là dẫn dắt được rất nhiều người. Đấy, thì chúng ta thấy ngay là gì? Em cũng không dám đánh giá là nhiều người thế này thế kia. Hay là nhận thức người ta kém. Thế nhưng có thể là người ta bị bịt thông tin. Có nghĩa người ta chỉ nghe thông tin một chiều thôi. Thế nên người ta lại không tìm hiểu nữa. Thế người ta bị dẫn dắt nó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng có những người là biết quá rõ những cái thành phần đấy như thế nào. Nhưng tại sao lại vẫn nghe những thành phần đó nói? Đúng không ạ? Về nhìn tổng thể mà nói thì cái vấn đề mà Nguyễn Văn Đài sang Mỹ đó, thì theo em nghĩ khả năng là có sự sắp xếp. Bởi vì theo như hắn chia sẻ đó là lương tháng đâu 3.000. Đấy, lương tháng 3.000 thì đổi ra tiền Việt nó cứ cho khoảng 100 triệu một tháng đi. Đấy, thế nhưng mà nó cứ cho rằng là như thế là to tát. 100 triệu một tháng đó là đối với việc là đổi sang tiền Việt thôi. Chứ còn nếu mà ở Mỹ hoặc ở Đức chẳng hạn thì nó đâu tiêu bằng tiền Việt. Nó tiêu bằng tiền đô la hoặc tiền euro mà. Đúng không ạ? Chứ nó có phải tiêu bằng tiền Việt đâu. Thế thì cái 3.000 nó thử hỏi có đủ sống không? Cuộc sống cũng chảy chật. Đúng không ạ? Thế thì phải gì? Phải gào mõm lên. Cũng giống như Ngô Kỳ thôi, đi một vài cái kênh lên chém gió các kiểu để đưa ra một vài cái thông tin cho rằng là giật gân. Thế nhưng mà thực ra những người hiểu biết đấy, người ta chỉ cần nghe qua thôi, người ta biết là mấy cái thằng đấy là mấy thằng ăn nói láo. Thế là kiếm tiền trên mạng mà. Thế là chúng ta thấy rất là rõ là ngày hôm nay đó, khi Nguyễn Văn Đài sang Mỹ, nó sẽ có hai cái hình thái, theo em nghĩ có hai cái hình thái. Hai cái hình thức nó có thể diễn ra. Cái hình thức thứ nhất là Việt Tân, tổ chức khủng bố Việt Tân muốn đưa Nguyễn Văn Đài với cái mác là trước đây là luật sư, đúng không ạ? Rồi là có thể là một cái tiếng nói mới ở Mỹ để đưa ra là một cái người giống như kiểu đứng đầu mới để mà cai quản cái đám lâu la ở bên Mỹ. Đấy. Cái thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là để kiếm sống. Cái thứ hai để kiếm sống, chứ ngoài ra nó cũng chả có mục đích to tát nào khác cả. Đấy, thế thì làm gì có anh lý tưởng gì? Làm gì có lý tưởng gì mà lại chống ở trên Facebook đâu, đúng không ạ? Mà thậm chí anh, chúng ta theo dõi chúng ta thấy là gì? Khi mà lên trên mạng xã hội đó, phát biểu những cái nội dung mơ hồ. Thì ví dụ như em chẳng hạn vô tình em nhìn thấy thì em vào đặt những câu hỏi rất là bình thường. Thế nhưng block luôn. Đúng không ạ? Bởi đâu luôn. Thế tại sao là như vậy? Nếu như anh thực sự hiểu biết, anh có những cái điều yếu tố đó thì anh phải chứng minh cho người đọc, người nghe, người ta bảo à đấy đấy, những thành phần đấy nói đúng. Ít nhất có lừa, đúng không ạ? Có lừa thì nó cũng khôn khôn tí như đảo quân que đấy. Nó cứ viết mấy cái thư xong nó gửi cho các cái đại sứ quán, các thứ xong bắt đầu là người ta viết các cái thư trả lời cảm ơn này kia xong bắt đầu đấy, đấy nó đưa lên, nó cứ bảo là người Việt mà có biết tiếng Mỹ đâu, hay là biết tiếng Anh, tiếng Đức gì đâu. Nó cứ đưa lên này thì có ai đọc được đâu. Đấy, nó bảo là đây nhá, tôi là được Mỹ và 20 mấy nước châu Âu ủng hộ đấy. Từ xưa đến giờ cái bài đó nó vẫn đấy. Rồi xong bắt đầu là gì? Nó bảo là nó kiện thắng tàu cộng 38.000 tỷ đô la. Đến Mỹ còn chả kiện được, nó là đảo quân que. Đến cái đứa trẻ con nó nghe nó cũng hiểu, nó cũng biết chứ đừng có nói đến người lớn, đúng không ạ? Thế tại sao vẫn cứ để cho nó lừa? Thế thì anh không thiếu về nhận thức thì có phải là bị nó lừa không? Thế nhưng có những kẻ bị lừa rồi, đúng không ạ? Bị lừa rồi xong là gì? Ví dụ như Huỳnh Hùng Tân hay cái gì đấy, các thành phần mà của cái nhóm mới, đấy, Quách Thế Hùng, Tuệ Lan các thứ đấy. Ít nhất như là Tuệ Lan, bà Tuệ Lan, bà còn lên mạng xã hội, bà tố cáo Đào Minh Quân thế này thế kia. Thế nhưng những thành phần khác là im phăng phắc. Tại sao lại như vậy? Đúng không ạ? Tại sao lại như thế? Thế có phải là bị dọa nạt không? Cũng có khả năng đó xảy ra. Đúng không ạ?
Đấy, còn Đào Minh Quân đấy, nó cơ bản nó chống Việt Nam là thế này thế nọ, nó cũng y cái bài như của Vật Tân là gì, chống cộng sản độc tài. Thế mà nó làm từ thủ tướng này lên tổng thống này, lên Đức Quốc Nhiều Công, là đợt tới này nó lên hoàng đế luôn. Mấy chục quá năm nay là từ năm 90, 91 đến nay rồi, đúng không ạ? Mấy chục năm nay đấy. Thế nó có phải là ấy không, có phải là độc tài không? Rồi nó bảo là cộng sản tá ác. Cộng sản ta nào tá ác bằng mấy cái thằng mà đi lừa chính đồng bào của mình để lấy tiền đút vào mồm không, đưa những cái thông tin gian dối, đúng không ạ? Đó là những kẻ lừa đảo đấy, để mà lừa gạt đồng bào. Thế nên là ông Nguyễn Cao Kỳ ông nhận xét không sai một tí nào về những cái thành phần này, và đó chính là thể hiện cái bản chất thực tế nhất của những cái kẻ luôn đấu tranh này đấu tranh nọ. Cảm ơn anh và mọi người đã quan tâm lắng nghe. Ok chưa? À, cảm ơn Trung rất là nhiều. Thì cũng lúc đầu thì hôm nay chắc cũng mở cái like ngắn thôi. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã tham gia cái buổi live hôm nay, và xin hẹn gặp lại mọi người vào cái buổi live lần sau ạ. Xin chào tạm biệt, chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.